International. Và bây giờ mình đang đi đâu đây không biết. Nửa đêm các bạn mò mẫm dắt tôi đi đâu không biết. Hôm nay sẽ dẫn chị Thư đi ăn một món gà rán siêu lạ. Không phải là gà rán bình thường đâu mà món này siêu lạ và siêu nổi mà xã hội bây giờ luôn. Gà gì? Gà gì bí mật? Ê, đưa chị con điện thoại gì đang cầm video quay đấy. Ôi nồi tắm ít em mới mua nó nhỏ. Em không rủ nhỏ nó ra ăn đâu. Đi 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 đi. Gà đặc biệt mà em nói đây, gà đây là khét. Gà không phải khét đâu, nhìn màu đen đấy thôi. Nhưng mà đây thật ra là gà bóng đêm, mà thật ra gà bóng đêm là gà thanh tre. Nhưng mà thiệt là lần đầu nhìn vô nó không có hấp dẫn, nhìn nó rất là lạ. Đúng rồi, nhìn nó lại rất lạ. Nó gây sự tò mò nhiều hơn là cái sự hấp dẫn. Đó, đặc biệt là người ta phát ra hai cái găng tay. Cái găng tay này giống như kiểu mình ăn hải sản. Chị đang nghĩ tới mấy con cua đang ngồi trên bàn, mấy con king crab. Ê, bụng bên ăn đi lấy điện thoại ra. Đây. Trời ơi, đẹp quá ha. Nhìn mặt tôi dễ sợ luôn á. Màu cũng đẹp ấy. Kiểu như mà đẹp tự nhiên á, không phải là đẹp lố quá. Gà nét mặt á. Hình như là có camera AI. Mùi gà siêu thơm luôn. Một phần này sẽ có hai cái đùi và hai cái cánh. Là 99.000 một phần. Xé gà ra nha. Nó thơm nhưng mà thơm theo kiểu nướng chứ không phải là thơm kiểu ngáy. Gà ở bên trong vẫn còn mọng nước luôn ấy. Ôi gà chiên rất là khéo nha, gà chiên. Nướng. Nướng gì chị? Anh ơi, cái này là gà chiên đúng không ta? Chiên. À, chấm với tương ớt à? Nhưng mà sao nó có cái mùi thơm mà theo kiểu như là thơm không có bị ngấy á. Wow. Này có ướp á. Em cảm giác được cái lớp bột bên ngoài. Nó giống như là kiểu cái bánh Oreo mà nó nghiền ra. Được, em cảm giác được cái vị bột. Chị phải ăn tiếp chị mới cảm nhận được. Nó hơi cháy cháy. Khi mà ăn á, nó rất là thơm. Nó không bị ngấy gì luôn á. Chị Thư, tin em ăn thử cái lớp da đi. Đúng không? Nó hơi bột bột. Cái này là cái gì? Than than tre. Than tre hả? Tốt cho răng đúng rồi, bây giờ hay có. Tốt cho răng. Than tre ăn sạch răng á các bạn. Wow, rất là lạ. Nhưng mà nó không bị cháy. Nhưng mà ở bên trong nhá thì vẫn giống như là gà rán bình thường của mình. Nó chỉ đặc biệt ở bên ngoài thôi. Cái lớp than tre này nè. Này, xương nó mà mình vẫn có thể nhai được luôn. Rất là giòn. Quá hả? Cái ngon được hả? Giòn lắm. Em ăn thử đi. Wow, ngon thật. Quá này, chiên khéo quá. Chiên khéo quá luôn á. Chị nghĩ chiên cái này chắc là phải canh đó. Phải canh. Canh lắm luôn á. Phải nghệ thuật. Vì nhá, ở bên ngoài thì rõ là giòn, không bên trong thì lại mềm. Nhưng mà thật ra em không hiểu là cái tưởng than tre này mọi người lấy ở đâu nhỉ? Bởi vì em thấy nó rất là lạ. Thật ra 99.000 một phần mà có 4 miếng to ấy, miếng này cũng to. Em nghĩ là cũng không đắt nhỉ? Tính ra là 25.000 một miếng. Bằng với những gà rán ở những chỗ khác. Đúng rồi. Và nước chấm ở đây đặc biệt là nó hơi kiểu chua chua cay cay một xíu. Nên là mình không có cái cảm giác ngấy. Đúng rồi. Em mới khám phá ra ở đây có một cái combo là vừa có gà mà vừa có lẩu. Thì nếu như mà ăn gà không á là 99.000. Thì ăn thêm lẩu nữa là 249.000. Ủa, lẩu này lời hay là lẩu này có hai ngăn lận? À, lẩu hai ngăn đúng không? Ừ. Là muốn kêu hai loại lẩu. Ừ. Hai loại lẩu sẽ có hai vị. Tức là ví dụ như chị ăn một loại, em ăn loại thì không cần phải đánh nhau. Có tiện. Yeah. Tình chị em lại gắn kết rồi. Bây giờ mình đến món lẩu. Ở đây thì hình như là có 4 loại lẩu là lẩu mực, lẩu sukiyaki với lại hai lẩu gì ấy. Thì nói chung là mình lấy hai loại lẩu mực với lại sukiyaki này. Đặc biệt là mình thấy ở đây lẩu còn có cả thịt bò này. Ui xịn quá. Wow. Trên nó kiểu đúng kiểu thanh thanh ngọt ngọt. Yeah. Mà nó kiểu ngọt xương ấy. Ở trong đây có gì nhỉ? Trong đây có tôm, cá viên, đậu hũ và thịt bò. Cái này như kiểu hai thái cực luôn á Chi. Cái này thì nó thanh thanh luôn. Cái này thì nó kiểu the the mặn mặn. Nối với nhau bằng một cái vòng tròn à. Vòng bắt quái à. Cái vòng mà người ta hay ở trong phim ấy. Chụp hình cái này đi, cái này lạ này. Với những đứa hay lúi như chị thì cái này nó lạ. Thật hả? Cái nồi lẩu này hả? Hả? Điện thoại mới chụp. Ui, camera. Chị thấy á, như kiểu mà chị mà được chụp tấm hình đẹp em kiểu như ngày nguyên ngày hôm đó là chị vui. Vui nguyên ngày hôm đó luôn á. Nói chung là nhờ điện thoại có camera đẹp. Không và không gian quán ở đây thì phải nói là vô cùng hợp lý mà cho các bạn đi, bạn bè này, gia đình này, chị em này, nói chung là đi với ai cũng được hết bởi vì không quen nó rất là thoáng luôn á. Và địa chỉ ở đây sẽ nằm ở phố K4 Bửu Long, phường 15 quận 10. Quán này có tên là Momonoki. Và cái vị trí nó rất là dễ tìm luôn á các bạn. Kiểu như cái đường này là cái đường mà gọi là Sài Gòn hầu như ai cũng biết luôn á, cái đường này rất là dễ. Giờ bọn mình sẽ cắt video lại đây. Gạo này rất là ngon, lẩu cũng rất là ngon và vị trí cũng rất là dễ tìm. Các bạn có thể đến đây nếu như mà muốn ăn thử loại gà siêu lạ này. Gà gì?
gà rán bóng đèn. Nghe cái tên kia không? Nghe cái tên nó là nguy hiểm nhưng mà thật sự nó chỉ là gà rán với là than tre. Nói chung là rất là thú vị để các bạn có thể mà kiểu như thưởng thức hay là kiểu như là khám phá ẩm thực. Hay đến đây để thử món này. Nếu như mà thấy video này hay thì hãy nhớ là nhấn like, share, subscribe thật nhiều đúng không cho S Channel và hôm nay đi. Bye.